Đây là hộp tôi đã bỏ cà cào ở trong. Là vớt mở hộp ra ăn cà cào đấy con. Sao bữa nay con không thèm ăn cà cào vậy? Này con này. Nè, cà cào yêu thích của con đấy. Đây là món yêu thích của con nha các bạn. Tôi đã bắt được rất là nhiều cào cào để trong hộp này để cho cậu bé ăn. Thank you.